Xin chào tất cả các bạn, mình là Huyền Cơ, mình là sinh viên K47 ngành luật chất lượng cao tăng cường tiếng Anh của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với video ngày hôm nay, mình đã mời đến một chị đến từ lớp CGL 45. Chị là sinh viên của lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Như các bạn đã biết thì Nhật Bản là một trong những nước đầu tư lớn thứ hai ở Việt Nam ta. Vì thế, ngành luật thương mại dân sự quốc tế tăng cường tiếng Nhật của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đang được các bạn trẻ rất là quan tâm. Vì thế, mình đã mời đến chị để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái trải nghiệm mà chị đã học của lớp chất lượng cao để chia sẻ cho các bạn. Xin chào chị. Chào tất cả các bạn đang xem clip. Thì mình là Ngọc Hân, đến từ lớp tăng cường tiếng Nhật của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh khóa 45. Mình rất là vui khi mà hôm nay được quay clip cùng bạn Huyền Cơ để chia sẻ cho các bạn thêm nhiều thông tin về lớp luật tăng cường tiếng Nhật ở trường Đại học Luật. Dạ vâng, em cảm ơn chị đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự quay video ngày hôm nay. Không biết là trước khi mà vào lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật thì chị đã biết tiếng Nhật hay chưa ạ? Và cái cơ duyên nào làm cho chị biết tới lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật vậy ạ? Thật ra thì trước khi mà mình vào học lớp tiếng Nhật ở trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì mình đã có học qua tiếng Nhật ở một mức độ nhất định rồi, và mình cũng có biết được một vài ngữ pháp cũng như là một số từ vựng cơ bản. Và cho tới khi mà mình nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, xét tuyển sớm vào trường thì mình cũng được một thầy tư vấn là nếu như có tiếng Nhật rồi thì nên theo học lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật, thì đâu đó mình sẽ được củng cố và cải thiện hơn cái trình độ tiếng Nhật của mình, cũng như là học thêm được một cái chuyên ngành mới là chuyên ngành luật. Dạ vâng, thì như các bạn đã biết là chị Hân cũng đã có nền tảng trước và cũng đã bén duyên với tiếng Nhật từ trước rồi, nhưng mà mình chia sẻ cho các bạn được biết là khi mà các bạn muốn vào lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật thì các bạn không cần phải biết tiếng Nhật trước đâu nhé. Tại vì tiếng Nhật ở trường mình các bạn sẽ được học từ con số 0 và các bạn sẽ được thầy cô dạy từ căn bản nhất. Nhưng đối với chị thì người có nền tảng tiếng Nhật sẽ rất là dễ dàng để có thể tiếp cận được tiếng Nhật pháp lý cũng như là học luật bằng tiếng Nhật dễ dàng hơn. Vậy thì chị có thể chia sẻ cho mọi người được biết là chương trình học của ngành luật chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật ở trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nó có điểm gì đặc biệt mà làm cho chị cảm thấy phấn khích hay là cảm thấy thuận lợi và khó khăn gì không ạ? Thật ra thì cái điểm đặc biệt lớn nhất mà mình thấy đó chính là cái việc mà trường sẽ đào tạo ngôn ngữ ngay từ đầu cho những bạn mà hoàn toàn không biết gì về tiếng Nhật, từ bảng chữ cái cho tới khi mà các bạn đạt được trình độ tối thiểu là N3, cũng là cái đầu ra của trường. Thì từ năm 2 đến năm 3 thì và cả năm 4 nữa thì tụi mình sẽ được học những cái môn chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Nhật, gọi là tiếng Nhật pháp lý gồm 4 học phần này, hoặc là những cái học phần luật Nhật Bản là học hoàn toàn bằng tiếng Nhật, và có thể là các bạn sẽ được học với cả giáo viên người Nhật nữa. Dạ vâng, thì cơ hội được tiếp xúc với giáo viên người Nhật là một cơ hội rất là đặc biệt và giúp các bạn có thể dễ dàng nâng cái bên điểm của mình hơn. Và theo mình được biết thì tiếng Nhật nó có một cái bảng chữ cái rất là khác so với tiếng Việt của mình. Khác với tiếng Pháp thì tiếng Pháp nó sẽ sử dụng ngôn ngữ Latin và dùng cái bảng chữ cái như là tiếng Việt để chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Còn tiếng Nhật là một bảng chữ cái khác biệt hoàn toàn luôn. Vậy thì chị có cái kinh nghiệm nào hoặc là những cái chia sẻ nào mà chị đúc kết được trong quá trình học tiếng Nhật của mình để chia sẻ cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật được không ạ? Thì như các bạn cũng đã biết thì tiếng Nhật nó sử dụng là chữ tượng hình, cho nên là một số bạn thì sẽ chắc chắn là sẽ gặp khó khăn khi mà các bạn lần đầu tiên tiếp xúc với chữ tượng hình. Nhưng mà mình nghĩ là bất kỳ một cái ngôn ngữ nào thì nó cũng sẽ có cái khó riêng của nó, chứ không chỉ đơn giản nó dừng ở mức độ là vì là chữ tượng hình nên nó khó. Cho nên là cứ chăm chỉ luyện tập, học tiếng Nhật mình sẽ luyện học theo kiểu tiếng Nhật, học tiếng Pháp, tiếng Anh thì mình cũng sẽ có cách học riêng để mình có thể cải thiện cái trình độ của mình ngày càng nhiều hơn. Ví dụ như mình thì mình học tiếng Nhật ban đầu mình cũng rất là khó khăn, bởi vì là những cái chữ tượng hình nó rất là phức tạp và nhiều nét, cho nên là mình thì học viết, học nghe và đọc rất là nhiều. Những cái kỹ năng đó nó bổ trợ cho nhau, thì sau này khi mà qua một cái khoảng thời gian rồi thì mình sẽ cảm thấy quen hơn và không còn quá lúng túng khi mà mình sử dụng tiếng Nhật nữa.
Vâng, em cảm ơn cái những lời chia sẻ của chị rất là nhiều. Và các bạn có thể thấy là học một ngôn ngữ nào cũng vậy, nó đều có một cái khó khăn riêng và chúng ta đều phải trau dồi rèn luyện để mỗi ngày một khá hơn. Thì chị sau khi mà học tiếng Nhật thì chị cũng đã tự đúc kết cho mình những cái kinh nghiệm là phải luyện tập, phải rèn giũa, phải nghe, phải viết, tập rất là nhiều để có thể thành thạo được một cái ngôn ngữ. Và chị có cảm thấy là học luật bằng tiếng Nhật nó so với học tiếng Nhật bình thường á, nó có gì khác biệt không ạ? Tất nhiên là nó sẽ có sự khác biệt. Nếu như mà là tiếng Nhật bình thường như các bạn học giao tiếp, các bạn học văn phạm bình thường thì nó sẽ, cái kiến thức tiếng Nhật nó sẽ dàn trải trên tất cả các lĩnh vực. Còn về lĩnh vực luật mà mình học bằng tiếng Nhật thì đâu đó cái vấn đề lớn nhất các bạn thường gặp là vấn đề về từ vựng, những cái từ vựng chuyên ngành nó rất là nhiều. Còn về mặt ngữ pháp hay là cấu trúc câu nào gì đó thì nó cũng khá là đơn giản thôi và nó cũng sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều. Cho nên về mặt ngữ pháp thì các bạn sẽ không cần phải quá lo lắng. Quan trọng là cái vốn kiến thức, cái vốn từ vựng về từ vựng chuyên ngành trong tiếng Nhật của các bạn phải đủ. Thì khi mà các bạn nghiên cứu, các bạn đọc tài liệu thì nó mới có thể trơn tru suôn sẻ được. Vâng, em cảm ơn chị. Và như các bạn có thể nghe đó, một ngôn ngữ Nhật thì chúng ta cũng có thể yên tâm một phần nào nha. Tại vì việc học luật bằng tiếng Nhật thì nó chỉ lặp lại những cái từ đó cố định thôi, và mình sẽ sử dụng khá là nhiều để có thể thành thạo. Và ngữ pháp thì cũng không quá đa dạng để các bạn có thể học như là học tiếng Nhật để giao tiếp. Cho nên là các bạn hãy cố gắng học tập và rèn luyện. Nói chung là mình sẽ luyện tập ở nhà nhiều để có thể thành thạo và có thể sử dụng một cách trơn tru những từ vựng tiếng Nhật trong lĩnh vực pháp luật. Nhân video này thì mình cũng mong rằng chị có thể gửi đến một số lời chúc cũng như một số lời khuyên nho nhỏ đến các bạn K48 đang có nguyện vọng muốn học ngành luật thương mại dân sự quốc tế chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật của trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh để các bạn có thể thuận lợi vào trường. Mình cũng không biết chúc gì hơn là chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng cũng như là sự tỉnh táo, thoải mái khi mà chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Và các bạn cũng đừng quá lo lắng là khi các bạn không biết gì về tiếng Nhật hết thì không thể học được lớp luật tăng cường tiếng Nhật ở trường thì không phải. Cho dù là bạn là người hoàn toàn chưa biết gì về tiếng Nhật hoặc cũng như là văn hóa Nhật thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký vào theo học nha. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều về những cái chia sẻ ngày hôm nay. Những chia sẻ rất là ích để có thể giúp cho các bạn học sinh biết thêm về trường Đại học Luật cũng như là chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật của trường. Và mình xin gửi đến một số thông tin cho các bạn là nếu như mà các bạn có nguyện vọng muốn trở thành sinh viên của lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật hay là lớp CGL thì các bạn có thể điều đầu tiên là các bạn phải đậu vào ngành luật đại trà của trường mình, và sau đó thì các bạn sẽ được làm đơn đăng ký và ghi nguyện vọng của lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật là nguyện vọng 1 thì các bạn sẽ thành công trở thành sinh viên của lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật mà không cần phải trải qua bất kỳ một cái bài test tiếng Anh nào cả hay là test ngôn ngữ nào cả. Và các bạn hãy tự tin để mà ôn thi đại học thật là tốt và dành cơ hội cho mình nhé. Mình là Huyền Cơ. Mình là Ngọc Hân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, share, subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.